sẽ phối theo màu mình thích nha. Mình sẽ phối theo là màu do em thử thì có là mình sẽ phối cho nó là màu màu đen và màu xanh lá cây ha. Bây giờ mình sẽ tô vào trong người tô ha. Đầu tiên mình tô màu xanh lá cây. Ở bên kia là không có trái đâu, pha miếng này. Mình sẽ dĩa nó. Để anh về nhà lấy lại cái bàn làm việc bên đây. Tiếp theo mình sẽ dễ vô thêm. Đây sẽ là chùa. Giờ sẽ là tô ha. Mình sẽ tô là màu vàng chút con gương. Cây đó nhiều, mày chém mấy bình máu này. Ta cho điện bình nước này lấy đâu ta, nước anh quấn quá rồi, quấn mày còn người bình mấy con ốc có không ta, thấy quấn cái gì không quá nhiều mình quấn mày còn quá nhỏ nhỏ quấn mày còn slim nhưng tôi mấy quá bình leo rồi. Tiếp theo mình sẽ tô là màu đỏ. Mày hết nước rồi kìa. Gặp mấy cây kia kia quên. Cây gà trái mày pha, mày nó pha máu này giờ cây đó đó. Định chế tạo một đây thấy luôn. Đi vòng vòng dài cây. Đây nè. Tao chơi điện nha. Cái này cũng vậy luôn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu đen. Con mình chín miệng có tí màu chín trái luôn. Chế nước đi. Chế nước sao? Chế máu đi. Có bình chế. Bình lúc dưới đó. Bình cuối á. Đó. Thôi em muốn lộn. Trái chứ, thiếu trái không thiếu bình, được mấy trái rồi, má lâu lắm để dành cho nào còn nữa tim cố sắp hết máu mới hỏi tới đừng quá hỏi tới cha hỏi tới bình hỏi cái phun máu anh gì á hỏi cái phun máu vải cứt đồ quá vậy đi kiếm gì về mày tơ màu đen. Đó, sao tao một đen vô luôn rồi. Sao đi tới giờ đéo thấy mà đéo thấy mấy trái nữa. Đập hết trơn anh ơi. Nó góp, anh đập cây có nhận thấy góp ra. Anh đập mỗi lần đập góp qua trái. Bệnh chế tạo. Cái này lát qua kia. Mình tao một đen vô rồi. Thôi đi bán chồng cũng được. Quán chồng. Cho đều nha. Cô vẫn phàm không được. Đi bạn chồng. Thế hè mà tơ là màu đỏ. Lên cái bàn thử chưa? Lên cái bàn. Để chắc lên cái bàn thử. Em đem theo giống ba cái lên đó.
ra chạy biển nhá. Đủ. Hơn quá, nghe trời tối luôn. Phan cháu thấy đéo hơn chút nào em. Em đi Phan đi bò anh, em quấn nó, em có tỷ lệ gớt ra máu anh. Bây giờ em không sợ hết nữa. Đứng xa bắn anh. Chết rồi, bắn trời ngu, nhưng giặt nó ngu. Ủa, bắn hết được rồi. Giặt rồi, chết em rồi. Tôi chưa đéo. Thì mình xếp tôi cho điểm mọi người, nhắc tôi cho điểm nha, kiểu như mọi người á. Con nó không điều nó sẽ bị lem chanh á, chanh mình sẽ được đẹp nữa. Đó, nên mình xếp tôi cho nó điều mèo. Tôi cho điều nha. Mình xíu xong. Rồi mình đã tôm xong rồi nha. Đây chính là thành phẩm bức tranh về con voi mà mình đã chế tạo, tự mình chế tạo ra ha. Thì cảm ơn mọi người đã xem nha. Hẹn gặp mọi người nha clip tiếp theo nha. Bye bye.